Chiến tranh tiền tệ đã và đang diễn ra rồi. Và tại sao nó lại đã và đang diễn ra rồi mà chúng ta không biết? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm rõ nguyên nhân tại sao những thứ, những dấu hiệu đã diễn ra mà chúng ta không nhận ra, và nguyên nhân nào dẫn đến đưa ra những cái kết luận là chiến tranh tiền tệ mới là nguyên nhân của việc tăng giá và làm thổi giá, làm bong bóng tài sản của các cái hàng hóa cơ bản trên toàn cầu trong thời gian sắp tới. Hãy cùng Thắng ơi sẽ chia về cái chủ đề này. Có nhiều anh chị em và các bạn đặt ra một cái câu hỏi siêu khó là nguyên nhân nào cho cái câu chuyện là tăng giá của tài sản, bong bóng của tài sản trên toàn thế giới này. Và trong video ngày hôm nay, Thắng ơi sẽ dành thời gian để trao đổi và chia sẻ với quý anh chị và các bạn về cái nguyên nhân bản gốc của câu chuyện là cái gì dẫn đến cái sự tăng giá khủng khiếp của phần lớn các loại tài sản trên thế giới và tạo ra những cái bong bóng tài sản trên toàn cầu trong thời gian vừa qua. Thưa với anh chị và các bạn, điều đầu tiên chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì cái việc tăng giá thì căn cứ vào đâu? Thì chúng ta thường là căn cứ vào giá tiền của sản phẩm thì sẽ ra được cái việc là tăng giá. Vậy câu hỏi tiếp theo được đặt ra là vậy tiền là gì? Tiền ở đâu mà ra? Tiền được sinh ra như thế nào? Thì đó là một câu hỏi khá là khó, có thể rất nhiều người không trả lời được. Về bản gốc của tiền thì tiền là cái vật gọi là ngang giá chung, là cái phương tiện dùng để thanh toán của một cái loại hàng hóa này cho một cái loại hàng hóa khác. Trước đây thì ở thời nguyên thủy thì người ta sử dụng cái biện pháp trao đổi hàng hóa bằng việc là hàng đổi hàng. Nhưng mà khi mà một người nhà mà có dư một con gà với một nhà có dư một bó rau thì phải đem cái con gà và bó rau ra chợ để trao đổi với nhau. Và để làm cho cái việc đó nó thuận tiện hơn thì người ta quy ước một cái thứ gì đó làm cái vật ngang giá chung và để trao đổi với nhau. Và thời đấy thì có thể có một số nơi thì sử dụng vỏ sò, vỏ ốc. Sau này thì bắt đầu có tiền xu, tiền bạc và tiền đồng bằng vàng. Rồi dần dần thì đến một thời điểm người ta thấy rằng là cái việc sử dụng những cái đồng tiền bằng vàng hay bằng kim loại thì nó khá là bất tiện. Và người ta bắt đầu nghĩ tới câu chuyện đó là sử dụng gọi là tiền bằng giấy dưới cái việc là bán vị là vàng. Tức là đồng tiền giấy thì sẽ căn cứ trên cái độ vàng, chúng ta có thể chuyển đổi từ nó thành vàng. Và sau này thì đến một giai đoạn thì người ta bỏ đi cái câu chuyện là bán vị vàng, và tiền giấy được các ngân hàng trung ương của các quốc gia quản lý và phát hành. Vậy thì cái vấn đề nó đặt ra ở đây là mọi thứ nó tăng giá hay giảm giá, ngoài cái việc cái nhu cầu và cái yếu tố đầu cơ, thì một điều mà nó là bản chất gốc của vấn đề đó là số lượng tiền giấy có trong nền kinh tế, nó gọi là phương tiện thanh toán. Vậy số lượng cái phương tiện thanh toán có trong một nền kinh tế nó sẽ nhiều ít, nó sẽ gây ra cái lạm phát, và cái lạm phát chính là cái việc là giá cả hàng hóa tự nhiên mà tăng lên. Trước đây, ví dụ như 2 năm trước, chúng ta có thể mua một ổ bánh mì với giá 10.000. Nhưng vì cái câu chuyện là số lượng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế nó nhiều lên quá mức so với lại cái tốc độ tăng trưởng của hàng hóa, thì nó sẽ tạo ra một cái lượng lạm phát theo một cái tỷ lệ nhất định nào đó. Và đến ngày hôm nay thì ví dụ như là sau 2 năm thì chúng ta phải mua ổ bánh mì với giá 15.000 chẳng hạn. Thì như vậy là chúng ta có cái mức tăng giá đương nhiên, tự nhiên có, không xuất phát từ cái nhu cầu mà từ cái bản gốc của phương tiện thanh toán là đã thêm 50% cho 2 năm. Lấy ví dụ như thế để anh chị và các bạn dễ có thể mường tượng. Như vậy là chúng ta đã hiểu được rằng là tiền là nó là gọi là tiền pháp định, tiền theo quy ước, nên là rõ ràng là cái việc mà lượng tiền của một chính phủ, một quốc gia
tăng lên hay giảm đi thì do cái chính sách điều hành của quốc gia đó. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng là có một cái động lực để làm cho tài sản không chỉ là những cái hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu tăng giá theo tỷ lệ lạm phát, mà rất nhiều các loại tài sản trên thế giới có thể bước vào một cái chu kỳ gọi là bong bóng tài sản, là do cái câu chuyện lượng phương tiện thanh toán, hay nói cách khác là lượng tiền mặt có trong nền kinh tế quá mức hoặc loại gọi là dư thừa. Và đây cũng chính là bản gốc căn nguyên của những cái cuộc chiến tranh, nó gọi là chiến tranh tiền tệ trên toàn cầu. Khi mà một quốc gia A có cái lượng tiền mà gọi là phát hành ra, hoặc là cái lượng cung cái phương tiện thanh toán nhiều hơn bất thường, làm cho những cái sự mất cân bằng của tỷ giá trên thế giới với nhau, của các nước trong cái việc giao thương hàng hóa trên thế giới với nhau, thì nó sẽ dẫn đến các quốc gia khác cũng sẽ bước vào cái cuộc chạy đua, tức là giảm giá cái đồng tiền của mình, làm mất giá cái đồng tiền của mình, đồng nghĩa với việc tức là nâng cái phương tiện thanh toán, nâng cái tổng cái nguồn cung phương tiện thanh toán trong cái nền kinh tế của một quốc gia, là tiền của quốc gia đó lên thêm nữa để là ngăn chặn và giảm giá cái đồng tiền của mình, và ngăn chặn cái việc là nâng cái giá trị của cái đồng tiền của mỗi quốc gia, làm mất đi cái lợi thế của câu chuyện là xuất nhập khẩu và mất đi cái lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Và cuộc chiến tranh tiền tệ nó nổ ra, nó sẽ làm cho cái lượng tiền mặt trong cái phương tiện thanh toán trên toàn cầu có khuynh hướng gia tăng mạnh mẽ. Và từ đó nó sẽ đẩy các loại hàng hóa trên thế giới càng ngày càng tăng giá nhiều hơn, mạnh hơn. Nói đến đây thì anh chị và các bạn đã có thể mường tượng được rằng là cái nguyên nhân của những cái cuộc bong bóng tài sản trên toàn cầu, nó thường được bắt nguồn từ những cái cuộc chiến tranh tiền tệ. Và nó khi cuộc chiến tranh tiền tệ nổ ra càng ngày càng leo thang và mạnh mẽ hơn, thì các cái tài sản nó sẽ có khuynh hướng đẩy lên một cái mức độ giá cao hơn nhiều, cao hơn nữa, và nó vượt ra ngoài cái tầm kiểm soát của các cái chính phủ, các quốc gia. Nó kích hoạt cho một cái chương trình gọi là thổi giá tài sản trên toàn thế giới, đặc biệt là những cái hàng hóa gọi là hàng hóa cơ sở, hàng hóa nguyên bản, đồng, bạc, vàng, và những cái hàng hóa mà nó đóng vai trò là có giới hạn, tức là gọi là cái nguồn cung của nó có giới hạn, thì nó sẽ có khuynh hướng là nơi để cái dòng tiền tăng thêm của từng quốc gia chảy vào. Và nguyên nhân chính của câu chuyện hàng hóa trên thế giới, đặc biệt là những cái hàng hóa cơ bản nó tăng giá mạnh, là đến từ chiến tranh tiền tệ. Vậy câu hỏi đặt ra là chiến tranh tiền tệ đã nổ ra hay chưa, có hay không, và khi nào thì diễn ra? Thì để khỏi mất thời gian của anh chị và các bạn, thì chúng tôi có thể trả lời ngay là cuộc chiến tranh tiền tệ đã diễn ra và đã bắt đầu khi mà các ngân hàng trung ương trên thế giới kích hoạt cái chương trình gọi là nới lỏng tiền tệ. Rất nhiều các ngân hàng trung ương trên thế giới đã nới lỏng tiền tệ bằng phương pháp định lượng, hoặc là bằng một số cái phương pháp liên quan tới việc là hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hoặc có một phương pháp khác mà có một vấn đề mà nó đã và đang diễn ra rồi mà chúng ta lờ nó đi. Nguyên nhân thì là bởi vì như sau. Cách đây khoảng tầm hơn một năm, trong rất nhiều những cái hội thảo chuyên đề, thì Thắng ơi là một trong những cái diễn giả đã chia sẻ và nói rất nhiều về cái câu chuyện là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thực tế là đã diễn ra ngay từ khi mà Mỹ áp thuế cục bộ lên hai cái ngành là ngành tôn và ngành thép của Trung Quốc trong cái giai đoạn trước tháng 2 năm 2018. Và nó chính thức được nổ ra vào cái cú đánh thuế đầu tiên của người Mỹ vào khoảng tháng 3 năm 2018. Thì lúc đó rất nhiều những cái chuyên gia trên thế giới và rất nhiều những cái diễn giả khác thì tranh luận với chúng tôi rằng là không lo, đừng lo, cuộc chiến này không có gì đâu. Và đến ngày hôm nay thì thực sự là nó đã và đang leo thang, và vẫn rất nhiều những cái chuyên gia, vẫn rất nhiều những cái người làm công tác dự báo vẫn cho rằng là sẽ đạt được thỏa thuận. Nhưng theo chúng tôi thì cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nó đang đến một cái hồi gọi là hồi tăng tốc, và nó đẩy cao lên rất là nhiều rồi. Còn ngày hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2019 thì chúng ta
mùng 10 rồi, hôm nay mùng 10 rồi, sorry anh chị và các bạn, mùng 9 là ngày hôm qua, hôm nay là mùng 10 rồi. Thì chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng là cái cuộc chiến tranh tiền tệ nó đã manh nha và nổ ra rồi. Vậy tại sao mà nổ ra rồi mà gần như là không có chuyên gia nào nói tới hoặc là không có ai cảnh báo nhiều về vấn đề này? Cái lý do là bởi vì trong cái thời đại mới, trong cái điều kiện kinh tế hiện tại thì có quá nhiều những cái nỗi lo mà người ta đã lo không xuể, dẫn đến câu chuyện những cái vấn đề mới, những cái dấu hiệu của cuộc chiến tranh tiền tệ đã manh nha và có những cái dấu hiệu rất rõ nét của câu chuyện đã nổ ra rồi mà người ta vẫn không nhìn ra. Là bởi vì hiện nay thì chúng ta đang lo rất nhiều việc, nào là cuộc ảnh hưởng của thương chiến Mỹ-Trung, nào là Brexit của người Anh sẽ không có thỏa thuận, nào là những cái vấn đề của câu chuyện là Biển Đông, rồi rất nhiều những vấn đề khác phức tạp trên thế giới đang diễn ra. Và chúng ta không còn thời gian để quan tâm tới những cái dấu hiệu, những cái cảnh báo mà thị trường đang trả về cho chúng ta. Chúng ta đang dành quá nhiều thời gian để theo dõi những cái dòng Twitter của Tổng thống Mỹ, cũng như là những phát ngôn của Nhà Trắng, những cái bài phát biểu tham luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, đánh thuế tiếp tục như thế nào, leo thang ra làm sao. Nên chúng ta chẳng còn thời gian nào để ý rằng là các ngân hàng, gần như các ngân hàng nào cũng đang nới lỏng và cung thêm cái lượng tiền của quốc gia mình thêm nữa, hơn nữa để hỗ trợ nền kinh tế. Chúng ta không có thời gian để nhìn thấy được rằng là cái tỷ giá của đồng nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ đã vượt lên qua cái ngưỡng cho phép, tức là cái ngưỡng gọi là 7 chấm. Chúng ta lại càng không có thời gian để quan tâm tới cái dấu hiệu về cái suy thoái kinh tế đang diễn ra rất rõ nét, và thậm chí nhiều thông tin báo đài trên các trang thông tin chính thống của quốc tế đều phản bác về dấu hiệu này. Thậm chí những người làm luật và những người điều hành chính sách của các ngân hàng trung ương, của chính phủ các quốc gia đều phản bác về cái dấu hiệu rõ nét và có độ chính xác rất cao về đường cong lợi suất của Mỹ, đường cong cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm so với lại cả 1-2 năm. Và chúng ta lại càng không có thời gian để quan tâm tới việc là vàng đang cho chúng ta những cái tín hiệu rất rõ nét về câu chuyện gọi là tăng giá trong thời gian vừa qua. Nó cho thấy những cái dấu hiệu về cái câu chuyện gọi là tiền tệ đang được bơm rất nhiều vào rất nhiều các cái nền kinh tế trên thế giới. Và lý do thì có rất nhiều. Một trong những lý do về cái câu chuyện chúng ta quá bận cho rất nhiều việc. Lý do thứ hai nữa là chúng ta đang bị luộc, tức là chúng ta đang là người trong cuộc, đang bị luộc giống như một con ếch đang bị luộc trong cái nồi nước sôi lên từ từ, thì chúng ta không còn thời gian để biết được rằng không chỉ là họ đun nồi nước bằng củi mà họ đang đổ thêm dầu vào, thì chúng ta cũng chẳng có cái hơi đâu để mà quan tâm đến câu chuyện đó nữa. Và để chứng minh, làm rõ cái luận điểm này với các anh chị và các bạn, thì chúng ta có thể điểm qua được một vài cái vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất là để cái lượng tiền mặt của các quốc gia có thể được đẩy vào thị trường, vào nền kinh tế của mỗi quốc gia riêng lẻ, thì có rất nhiều các cái cách khác nhau, hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hoặc là sử dụng các cái công cụ gọi là kỹ thuật, công cụ tài khoá, các cái công cụ của chính sách vĩ mô. Thì cái cách mà dễ làm nhất đó chính là gia tăng cái tỷ lệ dự trữ ngoại hối bằng việc hoặc là mua vào đô la Mỹ, hoặc là mua vào trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu chính phủ các quốc gia, hoặc là mua vào một lượng lớn vàng. Và gần hơn một năm, chính phủ Trung Quốc đang làm cái điều này bằng việc là mua dòng gần 100 tấn vàng trong cái giai đoạn nửa cuối năm 2018, đầu năm 2019 đến nay, thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua vào gần 100 tấn vàng để đẩy cái lượng tiền mặt vào nền kinh tế và gia tăng cái tỷ lệ dự trữ. Và nếu tính cái lượng mua dòng vàng trên toàn thế giới thì các ngân hàng trung ương của các nước đã mua dòng khoảng 400 tấn vàng trong 8 tháng trở lại đây. Đây là một trong những cái tín hiệu rất rõ nét cho thấy rằng là lượng tiền mặt đang đẩy vào cục bộ vào một số các quốc gia. Và tại sao nó chưa leo thang? Bởi vì nó đang là những cái gọi là những cái đốm lửa nhỏ, nó đang là những cái cột khói nhỏ. Và chỉ khi mà cái việc mà giai đoạn cuối của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thúc đẩy cái câu chuyện là nhiều các cái doanh nghiệp trên thế giới, đặc biệt là các doanh nghiệp của Trung Quốc, lâm vào những cái tình cảnh khó khăn hơn,
và nó dẫn đến cái bất đồng lợi ích hoặc là những cái ảnh hưởng về mặt thương mại rõ nét hơn cho các nền kinh tế cụ thể, thì đến lúc đó thì cái đến khi mà cái tỷ lệ bất bình đẳng về thương mại của các nước rõ nét hơn thì cái cuộc chiến tiền tệ nó sẽ leo thang, mà nó sẽ dẫn đến tỷ giá ngoại hối của các quốc gia với nhau sẽ có những cái thay đổi đột xuất hơn, biến động mạnh hơn trong 2-3 năm sắp tới. Và đây là những cái dự báo của chúng tôi về cái câu chuyện và giải thích thêm với quý anh chị và các bạn về lý do tại sao Thắng ơi đưa ra cái dự báo là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chắc chắn sẽ khó có thể có một cái gọi là cái đàm phán thành công với cái kiểu mà người Mỹ hiện nay đang muốn. Bởi vì chúng tôi đã tham vấn, đã tìm hiểu và đã nghiên cứu qua rất nhiều các cái hội thảo cũng như các cái dữ liệu liên quan tới cái nguyên nhân và cái kết quả của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung trong thời gian gần đây, thì thấy được rằng là gần như người Mỹ đang muốn chuyển cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang thêm thành những cái vấn đề khác ngoài thương mại. Và từ đó nó sẽ dẫn đến câu chuyện là Trung Quốc sẽ đáp trả hoặc là sử dụng những cái biện pháp phòng hộ, phòng vệ một cách gọi là mạnh mẽ nhất, dẫn đến câu chuyện tỷ giá không chỉ biến động quanh cái vùng 7 như hiện nay, 7.1, 7.2 mà có thể sẽ leo thang hơn nữa. Và bất đồng cái việc là lợi ích cục bộ của các quốc gia sẽ dẫn đến các đồng tiền trên thế giới tiếp tục bị mất giá. Và nếu thống kê thì anh chị và các bạn thấy là rất nhiều những cái đồng tiền của thế giới trong giai đoạn vừa qua đã và đang mất giá rất là nhiều và tiếp tục sẽ mất giá trong thời gian sắp tới nữa. Nó sẽ đẩy tới cái lượng tiền mặt mà các quốc gia sẽ bơm thêm vào nền kinh tế, bơm mạnh hơn nữa vào nền kinh tế, và cái lượng tiền mặt đó sẽ quay sang sẽ mua các cái tài sản hàng hóa cơ bản, vàng, bạc, đồng và đặc biệt là vàng sẽ được đẩy lên tăng hơn nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Anh chị và các bạn hãy tin tưởng vào cái câu chuyện này và có thể đưa thêm những cái câu hỏi, những cái bình luận ở phía dưới. Rất có thể chúng ta sẽ Thắng ơi sẽ sử dụng những câu hỏi của anh chị và các bạn để làm một cái video. Anh chị và các bạn, cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian để lắng nghe chia sẻ của Thắng ơi, và hãy để lại thêm nhiều những cái chia sẻ về những góc nhìn của anh chị và các bạn về cuộc chiến tranh tiền tệ sắp và có thể sẽ đang diễn ra, và chúng ta sẽ có những cái thứ mà khó khăn hơn, khó lường hơn trong diễn biến kinh tế thế giới giai đoạn 2020-2025. Hãy đưa thêm những cái hiểu biết của anh chị và các bạn, những cái sẻ chia về kiến thức của quý anh chị và các bạn để giúp cho cộng đồng ngày càng nâng cao được cái nhận thức của mình hơn và có nhiều các cái biện pháp để phòng ngừa cũng như là đưa ra những cái giải pháp để đưa ra những cái quyết định phù hợp và đưa ra những cái giải pháp tốt nhất cho cái doanh nghiệp của mình cũng như là cho cái việc làm ăn kinh doanh của mình trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Đừng quên ủng hộ Thắng ơi bằng việc đăng ký kênh, subscribe kênh anh chị và các bạn.